Ôi hello, chào bạn. Video clip mình nay mình tiếp tục nhận con máy 18 auto nha bạn. Thì con máy này là của một người thợ làm. Con này của một anh khách ở Tân Hiệp, Kiên Giang gửi mình nâng cấp nha bạn. Thì máy có hiện tượng là đánh cá bị tạt, bị sảy nhiều. Với lại cái nước mà nó cạn cạn đánh cái hiện tượng nó bị lem lem, nó giật rất là xa. Nhưng mà có cái là sát thương cá này rất kém. Rồi máy này còn vẫn đang chạy bình thường nha. Cảm kêu khá là lớn. Thì mình thử cho anh em xem. Đây là chỉnh công suất nè. Đây là chỉnh tần số ha. Rồi chế độ lì ở này là chỉnh tần số nè, công suất nè, chế độ tải cáp. Rồi thì hiện tại con máy này nó vẫn hoạt động rất là ok nha anh em. Thì mình sẽ tiến hành nâng cấp con máy này. Đó thì đánh cá bị lem, bị tạt nhiều, cá sảy nhiều. Hiện tượng cái sung nó mở hơi cao, đánh hiện tượng là cá nó nước cạn rất là khó bắt cá nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm máy này nha bạn. Rồi xong nha bạn. Máy này chủ yếu là chỉnh lại cái phần sung thôi. Mình bóp cái lưu tim ban đầu cho nó hẹp lại, kẹp thêm cho nó con tụ ở đầu ra để kèm cái điện áp cố định lại. Rồi chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi máy này mình nhận của anh khách này là 650.000 nha. Nút xanh là chỉnh tần số nè. Đối với chế độ lì, đối với chế độ trọng sung đu ti thì nó sẽ là nút chỉnh đu ti. Rồi chế độ thả thì nó sẽ là cái biến trở đóng vai trò là chỉnh nhấp nháy nhanh chậm. Rồi anh em hiểu chưa? Rồi cái nút đỏ mãi mãi là nút công suất. Trường hợp mà đánh cá nó bị lan rộng quá thì anh bóp cái nút đỏ lại nha, bóp cái công suất lại cho nó nhỏ tí. Đó đối với hai cái chế độ đánh vợt á, đây nè, thì cái nút xanh thì anh có thể để tối đa cũng được hoặc là nhỏ đi một tí cũng được. Tuy nhiên thì nút công suất anh đánh nếu mà đi giật lan quá rộng thì anh hạ cái nút công suất lại. Đó, nó công suất là nút đỏ nha. Rồi thì con máy này mình làm lên ok hết rồi thì đương nhiên là nó auto nha bạn. Máy này riêng của cái anh thợ trước anh làm cũng chạy rất là auto, vậy nó cũng auto khá là mượt đó anh em. Đó cho nên là không có cần chỉnh gì nhiều, chỉ bóp đưa ti lại. Thì con máy này hiện tượng lúc khách gửi cho mình là nó bị đánh, nó bị tạt cá nhiều, với lại hai nữa là nó không có hút về vợt được anh em, cứ chạy lan man đó. Rồi ok xong nha. Mình cũng nhân tiện cái kẹp bình nó tệ quá, mình cũng thay cặp kẹp bình mới cho khách luôn. Rồi chào anh em nha.